nhân vực đông châu thời không bị xé nứt một bóng người tự trong vết nứt chậm rãi đi ra là vị nữ tử nữ tử người mặc một bộ váy đen dung nhan tuyệt mỹ khí chất cao lạnh toàn thân trên dưới lộ ra cách người ngàn dặm bên ngoài khí tức mà nữ tử này chính là ma chủ ma chủ mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía nhướng mày rơi vào trầm tư hắn sẽ ở đây hắc 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 lúc này nơi xa truyền đến một tiếng cười hèn mọn ma chủ trên mặt không chút biểu tình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó đang có hơn 10 vị nam tử hướng ma chủ đi tới. Cầm đầu trung niên nam tử, có tiên tôn cảnh thất trọng thực lực, thân hình cao lớn dường như tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, rắn chắc hai tay cơ bắp nhô lên, giống như quay quanh cầu long, tựa hồ có thể đơn giản xé rách địch nhân. Đến mức cái khác nam tử, thấp nhất đều là tiên thánh cảnh. Trung niên nam tử ánh mắt dâm tà mà nhìn xem ma chủ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể đụng phải ngươi dạng này tuyệt thế mỹ nữ, hắc hắc hắc. Vận khí thật tốt." Bên cạnh một vị thanh niên cười nói, "Lão đại, một hồi ngươi kết thúc, cho các huynh đệ cũng thoải mái một chút thôi." Trung niên nam tử quay đầu nhìn hướng thanh niên, thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Thanh niên bỗng cảm giác một cổ hàn ý quét sạch đến trong lòng, hắn biến sắc, vội vàng nói, "Lão, lão đại, ta vừa mới đùa giỡn, ngài đừng coi là thật." Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, "Ồ, thật sao?" Thanh niên gấp vội vàng gật đầu, "Vâng." ầm hắn vừa vừa mở miệng trung niên nam tử lại đột nhiên xuất thủ một quyền đánh vào thanh niên trên mặt thanh niên đầu tại chỗ liền bị oanh thành xương máu đại lượng máu tươi phun ra ngoài đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ gặp một màn này mọi người chung quanh sắc mặt trắng nhợt nhìn qua trung niên nam tử trong mắt lấp đầy hoảng sợ trung niên nam tử quét mắt liếc một chút mọi người bình tĩnh nói về sau nàng liền là nữ nhân của ta các ngươi nếu là dám có ý đồ với nàng liền chờ chết đi nghe vậy mọi người liền vội vàng lắc đầu. Không dám, không dám. Chúng ta tuyệt đối không dám. Đúng vậy à, đây là lão đại nữ nhân, chúng ta sao dám đánh chủ ý đâu. Lão đại ngươi yên tâm đi, các huynh đệ có chừng mực. Trung niên nam tử khóe miệng nhấc lên. Tốt nhất như thế. Nói, hắn nhìn về phía ma chủ, trên mặt lộ ra một vệt phi thường nụ cười bỉ ổi. Mỹ nhân, về sau liền để cho ta tới thật tốt yêu thương ngươi đi. Ma chủ sắc mặt bình tĩnh, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, trung niên nam tử đồng tử bỗng nhiên co vào, khí tức tử vong trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn vừa có phản ứng, có thể lại đã chậm, bởi vì vì một cánh tay ngọc nhỏ dài đã nắm cổ của hắn. Ma chủ mặt không thay đổi nhìn lấy trung niên nam tử, trong mắt lộ ra vô tận lạnh lùng, tay phải chậm rãi dùng lực, đem trung niên nam tử từ mặt đất nhấc lên. Có người nhìn lấy tình cảnh này, lên tiếng kinh hô, "Ngọa Tào, nàng mạnh như vậy." Những người khác giờ phút này cũng là mộng bức. Bọn hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt thực lực cư nhiên như thế đáng sợ vậy mà trong nháy mắt liền đem lão đại bọn họ trấn áp phải biết lão đại bọn họ thế nhưng là tiên tôn cảnh thất trọng cường giả muốn trong nháy mắt trấn áp lão đại bọn họ thấp nhất đều muốn tiên hoàng cảnh mới được ngoạ tào nữ tử này là tiên hoàng cảnh nghĩ đến nơi này tất cả mọi người hít sâu một hơi sắc mặt biến đến nhợt nhạt như là giấy trắng một dạng nhìn không thấy một điểm huyết sắc bọn họ biết rõ bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc có ít người thậm chí có muốn chạy trốn ý nghĩ, nhưng xoắn suýt chỉ chốc lát, bọn hắn không dám động. Xin nhờ, đây chính là một vị tiên hoàng. Bọn hắn coi như chạy, cũng căn bản chạy không thoát. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện ma chủ sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Mà giờ khác này trung niên nam tử, vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, đầu óc trống rỗng. Hắn choáng váng. Thật ngốc. Chính mình cứ như vậy bị trấn áp rồi. Cái này sao có thể? ta thế nhưng là tiên tôn cảnh thất trọng. Chờ chút, ngọa tào Nàng là tiên hoàng. Trung niên nam tử đồng tử trừng lớn, nhìn trước mắt ma chủ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn là thật không nghĩ tới, nữ tử này lại là tiên hoàng. Thật không nghĩ tới à. Bởi vì tiên hoàng bực này nhân vật, bọn hắn căn bản ngộ không thấy. Cho nên ngay từ đầu hắn liền không có đem ma chủ coi ra gì, coi như ma chủ là tiên tôn cảnh, hắn cũng không sợ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ đến, ma chủ lại là tiên hoàng. Ngoạ tào, đá vào tấm sắt à. Trung niên nam tử hối hận. Hắn hối hận đến trêu chọc ma chủ, nếu như biết rõ ma chủ là tiên hoàng, hắn đánh chết cũng không dám đến trêu chọc à. Nhưng đáng tiếc là trên đời cũng không có thuốc hối hận. Lúc này, ma chủ tay phải dần dần dùng lực. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng hoảng sợ. Tha, tha mạng. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng theo khuôn mặt trượt xuống trong mắt hoảng sợ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ầm um, ma chủ cũng không để ý tới trung niên nam tử cầu xin tha thứ tay phải bỗng nhiên dùng lực trực tiếp đem trung niên nam tử cổ bóp nát tính cả thần hồn cũng bị nàng mặt sát tất cả mọi người nhìn lấy ma chủ toàn thân ngăn không được run rẩy quần càng là ướt một mảng lớn trực tiếp sợ tè ra quần có thể gặp bọn họ giờ phút này là đến cỡ nào sợ hãi cùng hoảng sợ ma chủ lắc lắc trong tay máu tươi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Gặp ma chủ xem ra, mọi người khí lực cả người dường như bị hoảng sợ dành thời gian, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ma chủ giờ phút này trong mắt bọn hắn, liền như là một tôn ác ma đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến làm bọn hắn tuyệt vọng. Ma chủ vẫn chưa lại ra tay, mà chính là bàn tay mở ra, Tô Trần diện mạo bị ma khí ngưng tụ mà thành. Ma khí tất cả mọi người đồng tử trừng lớn lên tiếng kinh hô gương mặt khó có thể tin ma tộc ngươi là ma tộc ngươi ma tộc vì sao dám xuất hiện tại nhân vực chẳng lẽ không sợ ta nhân tộc đại năng xuất thủ đưa ngươi diệt sao mọi người là thật không nghĩ tới nữ tử này lại là ma tộc ma chủ mặt không biểu tình một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn trong lòng kinh hãi trong mắt hoảng sợ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ma chủ lúc này hiếm thấy mở miệng còn dám nói nhảm chết nghe vậy tất cả mọi người vội vàng im miệng không dám lại nói một câu trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn mà xuống lại hồn nhiên không biết ma chủ mắt nhìn dùng ma khí ngưng tụ tô trần bình tĩnh nói các ngươi có biết hay không hắn tất cả mọi người vội vàng nhìn qua nhìn lấy tô trần trong mắt bọn họ lóe qua một vệt nghi hoặc hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra tô trần ma chủ trong mắt lóe lên một vệt thất vọng Lúc này, có người đột nhiên nói, ta biết, ta biết, đại nhân, còn xin đừng giết ta. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người kia. Ma chủ cũng nhìn về phía người kia, bình tĩnh nói, nói. Người kia do dự một chút, sau đó nói, hắn hắn ngay tại rời cái này cách đó không xa một tòa thành trì bên trong, ta mang ngài đi, cầu ngài đừng giết ta. Nghe vậy, những người khác trên mặt lộ ra một vệt không hiểu. Ma chủ nhìn chằm chằm người kia, không nói gì. Người kia hô hấp biến đến gấp rút, thở mạnh cũng không dám, bờ môi rung động run dữ dội hơn, răng khanh khách rung động. Phốc phẩy, Một đạo ma khí xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua cái kia đầu người. Người kia biểu lộ cứng ngắc, lập tức lên tiếng ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Ma chủ lạnh lùng mà liếc nhìn cái kia người thi thể. Làm ma vực chi chủ, sao có thể có thể nhìn không ra người này đang nói láo. Nếu là cái này đều nhìn không ra, cái kia nàng cũng không xứng làm ma vực chi chủ. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt biến đến càng thêm trắng xám, hoảng sợ tràn ngập đến toàn thân. Phốc phẩy, ma quang lóe qua, giữa sân tất cả mọi người đồng tử trừng lớn, trong mắt lấp đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, còn có hận. Bọn hắn không phải hận ma chủ, mà chính là hận trung niên nam tử kia. Như không phải là bởi vì hắn nhất định phải trêu chọc ma chủ, bọn hắn cũng sẽ không chết. Ngươi nói người êm đẹp trêu chọc nàng làm gì? Hiện tại tốt đi. Toàn mẹ hắn chết đi. Nói thật coi như không có trung niên nam tử, những người này ở đây nhìn thấy ma chủ về sau, cũng nhất định sẽ sinh ra ý nghĩ. Dù sao, ma chủ dung nhan bày ở cái kia, đẹp như vậy, ai gặp không có biện pháp nha. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, liền không nói. Ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói khẽ, ngươi sẽ ở đây. Nàng cũng không biết mình tại sao lại muốn tới nhân vực tìm Tô Trần, chỉ là mỗi ngày trong đầu sẽ muốn hắn. Kỳ thật, đây là một loại không cách nào khống chế cảm xúc suy nghĩ tô trần thân ảnh đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của nàng chỗ sâu mỗi khi một chỗ lúc tô trần thanh âm cùng nhất cử nhất động của hắn liền sẽ không tự chủ được tại trong óc nàng hiện lên vung đi không được loại này vấn vương không có lý do lại lại mãnh liệt như thế để cho nàng không nhịn được muốn tới gần hắn dù là chỉ là xa xa nhìn một chút cũng có thể để cho tâm đắc của nàng đến một lát an bình ma chủ trầm mặc rất lâu lập tức bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó tô trần bước chân dừng lại Ánh mắt hướng về một chỗ nhìn qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá thoáng qua tức thì, Diệp Linh Khê hiếu kỳ nói: Ca, thế nào? Tô Trần thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: Không có việc gì. A, Diệp Linh Khê gật một cái, sau đó nói: Còn bao lâu đến nha? Tô Trần mỉm cười, nhanh. Một lúc lâu sau, Huyền Điện. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Diệp Linh Khê ánh mắt đều sáng lên. Wow, đây cũng là phụ thân thành lập Huyền Điện sao? Thật là đồ sộ nha liên cùng giả một dạng. Hồ Tiểu Thiên cũng là một mặt chấn động, cái này so ta đã thấy bất kỳ thế lực nào đều còn mênh mông hơn, hùng vĩ, thần thánh. Tô Trần cười cợt, vẫn tốt chứ, ta cảm thấy bình thường thôi. Hồ Tiểu Thiên nghĩ, a à đúng đúng đúng, bình thường thôi. Dù sao toàn bộ tiên giới thế lực đều không cách nào so sánh. Oanh, đúng lúc này, bốn phía đột nhiên hiện ra mấy chục vạn huyền điện cường giả, cái này mấy chục vạn huyền điện cường giả khí tức mỗi cái khủng bố như vậy cũng là đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Cầm đầu là một vị trung niên nam tử, trung niên nam tử hai con mắt thâm thúy mà bé nhọn, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể khiến người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Trung niên nam tử nhìn lấy Tô Trần, bỗng cảm giác quen thuộc, trầm tư một lát, hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, sau đó vội vàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Trần trước người. Không do dự, hắn trực tiếp một gối quỳ xuống, cung kính nói: thuộc hạ hàn Trác bái kiến thiếu điện chủ. Đang khi nói chuyện, giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng theo khuôn mặt của hắn trượt xuống, thấp thỏm bất an trong lòng. Trước đó Tô Trần vừa về huyền điện liền giết rất nhiều người, sự kiện này hắn như là biết đến. Cho nên hàn chắc giờ phút này vô cùng gấp gáp, sợ vừa mới ra sân, nhắm chúng Tô Trần không vui. Huyền điện tất cả cường giả, nhìn lấy tình cảnh này, đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, phản ứng lại bọn hắn, vội vàng quỳ xuống, cùng hô lên bái kiến thiếu điện chủ cùng kêu lên chọc tan bầu trời chấn động thiên địa mênh mông sóng âm phảng phất muốn truyền khắp toàn bộ tiên giới diệp linh khê cùng hồ tiểu thiên một mặt chấn động trang diện này bọn hắn cái nào gặp qua à hồ tiểu thiên kích động nói ta đi trang diện này cũng quá rung động à tô trần lắc đầu cười một tiếng còn tốt nói hắn nhìn về phía hàn trác gặp tô trần xem ra hàn trác hổ khu run lên vội vàng lần nữa hô thiếu điện chủ Tô Trần gật đầu bình tĩnh nói: "Ừm, đứng lên đi." "Vâng." Hàn Trác cung kính gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tô Trần mắt nhìn Huyền Điện Cường Giả, sau đó đối với Hàn Trác nói: "Về sau có người ngoài đến, không cần thiết làm chiến trận này, khiêm tốn một chút." Hàn Trác liền vội vàng gật đầu, "Minh bạch." Tô Trần khẽ gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp Linh Khê cùng Hồ Tiểu Thiên quay người rời đi. Nhìn lấy Tô Trần bóng lưng, Hàn Trác trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra còn tốt thiếu điện chủ không có sinh khí, về sau xác thực đến khiêm tốn một chút. Một bên khác, đi vào huyền điện về sau, Diệp Linh Khê cùng Hồ Tiểu Thiên cuối cùng sẽ bị cảnh sát chung quanh rung động đến. Diệp Linh Khê nói, ca, nơi này cũng quá đẹp à. Tô Trần mỉm cười, về sau nơi này chính là nhà ngươi, ở bên ngoài mệt mỏi, liền trở lại nghỉ ngơi. Diệp Linh Khê cười hắc hắc, ừm ừm. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đây, ta đây. Tô Trần nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên, ngươi, hồ tiểu thiên liền vội vàng gật đầu mắt bốc lửa ừ, ừm ừm à, a tô trần cười nói ngươi cũng có thể trở về nghỉ ngơi hồ tiểu thiên hưng phấn nói hắc hắc tốt à tô trần lắc đầu cười một tiếng ngươi cũng sống có mấy chục năm làm sao còn ngây thơ như vậy hồ tiểu thiên nói sống mấy chục năm thế nào ta vẫn như cũ là còn nhỏ tô trần cười nói vâng 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 đúng lúc này một vị nữ tử ngăn tại tô trần trước người nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, vô cùng mịn màng, vóc người có lồi có lõm, mặt trái xoan, người mặc một bộ to nhã váy dài, gió nhẹ lướt qua, váy tay áo tung bay, dường như tiên tử hạ phàm. Nhìn lấy nữ tử, Tô Trần hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, Khinh Vũ, đã lâu không gặp. Yến Khinh Vũ dường như không nghe thấy giống như, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh Khê, ngươi là ai? Diệp Linh Khê chừng mắt nhìn, Diệp Linh Khê, ca ca muội muội. Nghe vậy, Yến Khinh Vũ sững sốt, ca ca muội muội tô trần mỉm cười ừm nàng là muội muội ta yến khinh vũ thật sâu mà liếc nhìn tô trần không nói gì tô trần khóe miệng giật một cái ngươi đây là cái gì ánh mắt yến khinh vũ lắc đầu nói không có việc gì điện chủ cùng phu nhân ở chủ điện chờ ngươi ta dẫn ngươi đi tô trần nói ta biết đường yến khinh vũ mày nhăn lại trong mắt lóe lên một vệt thất lạc thấy thế tô trần có chút bất đắc dĩ tốt a à, tốt à ngươi dẫn ta đi à nghe vậy yến khinh vũ trong mắt thất lạc quét sạch sành xanh, xanh sau đó mắt nhìn diệp linh khê sau cùng mới quay người dẫn đường hồ tiểu thiên nhìn lấy yến khinh vũ bóng lưng sau đó truyền âm tô trần chủ nhân cái này đại muội tử giống như thích ngươi hà tô trần mắt nhìn hồ tiểu thiên nàng có thể nghe thấy ngươi truyền âm nghe vậy hồ tiểu thiên biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết hồ tiểu thiên cứng đờ quay đầu nhìn về phía yến khinh vũ quả nhiên yến khinh vũ giờ phút này nhìn thẳng bốc lên hồng quang mà nhìn xem hồ tiểu thiên hồ tiểu thiên trực tiếp xù lông một cổ hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân cái này dọa đến hắn vội vàng nhảy vào tô trần trong ngực chủ nhân cứu ta tô trần tiếp được hồ tiểu thiên cười nói về sau còn dám nói lung tung sao hồ tiểu thiên vội vàng lắc đầu không dám yến khinh vũ thật sâu mà liếc nhìn hồ tiểu thiên sau đó liền thu hồi ánh mắt hồ tiểu thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra trong lòng cái kia cỗ hàn ý cũng đã biến mất quá dọa người tô trần mỉm cười nhân ra thế nhưng là tiên hoàng cửu trọng đỉnh phong, ngươi nói dọa người sao? Cái gì? Nghe vậy, Hồ Tiểu Thiên đồng tử phóng đại, khó có thể tin nói, nàng là tiên hoàng cửu trọng đỉnh phong. Tô Trần cười nói, ngươi cho rằng nàng vì cái gì có thể nghe thấy ngươi truyền âm. Hồ Tiểu Thiên ít hầu lăn lăn, tim đập loạn không chỉ. Hắn là thật không nghĩ tới, Yến khinh Vũ lại là một vị tiên hoàng. Vẫn là tiên hoàng cửu trọng đỉnh phong. Ngoạ tào, ta về sau sẽ không bị nàng ghi hận lên đi. Hồ Tiểu Thiên lòng nóng như lửa đốt, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Trần sờ lên hồ Tiểu Thiên đầu, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, khinh vũ không có nhỏ nhen như vậy." Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần, "Thật?" Tô Trần cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên, chỉ là ngươi về sau chớ nói lung tung, không phải vậy nàng muốn đánh ngươi, ta cũng không có cách nào ngăn cản." "A." À, hồ Tiểu Thiên sững sờ, "Chủ nhân đều không có cách nào ngăn cản nàng?" Tô Trần gật đầu nói, "Ừm, nàng là mẹ ta người." muốn ta ngăn cản nàng liền đi cáo trạng nói ta khi dễ nàng đến lúc đó mẹ ta có thể sẽ không bỏ qua ta hồ tiểu thiên gật đầu tốt à ta về sau sẽ không ở trước mặt nàng nói lung tung ừ yến kinh vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía hồ tiểu thiên ánh mắt sắc bén hồ tiểu thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên vội vàng đổi giọng ta về sau mặc kệ ở đâu cũng sẽ không nói lung tung tô trần lắc đầu cười một tiếng ngươi liền ra đi chờ ngày nào bị đánh liền dễ chịu Hồ Tiểu Thiên cười khổ nói, nàng thật là đáng sợ, ta cũng không dám nữa. Yến Kinh Vũ khóe miệng nhấc lên, cái này mới thu hồi ánh mắt. Diệp Linh Khê ánh mắt nhìn Yến Kinh Vũ bóng lưng, ánh mắt lóe ra tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Yến Kinh Vũ liền dẫn Tô Trần bọn hắn đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Tòa cung điện này nguy nga cao vút, màu vàng ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói, dường như một tòa trên trời tiên cung buông xuống nhân gian. Oa, wow. Diệp Linh Khê nhìn tòa cung điện này, trong mắt chấn động, tốt to lớn mạnh mẽ à. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đều chưa thấy qua như thế khí phái cung điện. Tô Trần lắc đầu cười một tiếng, tốt tốt ngươi hai cái, một tòa cung điện liền đem hai ngươi chấn kinh thành dạng này. Yến Kinh Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó trực tiếp mở cửa lớn ra, ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào cung điện. Diệp Linh Khê vội vàng đi theo. Mà tại đại điện chủ vị trên, giờ phút này đang ngồi lấy hai người. Mà hai người này chính là Tô Trần cha mẹ. Tần An, Tô Ngôn Triệt. Tô Trần nhìn lấy hai người, sau đó cung kính hành lễ, "Cha mẹ." Hừ. Tô Ngôn Triệt hừ lạnh một tiếng, "Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không biết trở về đâu." Tô Trần xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. Tần An lúc này nói, "Tốt, Trần Nhi thật vất vả một lần trở về, ngươi liền thiếu đi nói điểm à." Nói nàng ánh mắt nhìn về phía diệp linh khê mỉm cười nói ngươi chính là trần nhi ở bên ngoài nhận muội muội à có phải hay không gọi diệp linh khê nghe vậy diệp linh khê trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao ánh mắt nhìn về phía tô trần trong mắt tràn đầy tâm tình khẩn trương tô trần mỉm cười đều là người một nhà không cần thiết khẩn trương như vậy diệp linh khê trầm mặc mấy hơi sau đó hít sâu một hơi đối với tần an cùng tô ngôn triệt thi lễ một cái linh khê gặp qua cha mẹ tốt 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 nhìn lấy diệp linh khê tần an rất là hài lòng liên tiếp nói ba tiếng tốt tô ngôn triệt một mặt kinh ngạc nói ngươi là linh khê lâu như vậy không thấy đều lớn như vậy nói hắn hơi xúc động nói quả nhiên là nữ lớn 18 biến à ta vừa mới bắt đầu cũng chưa nhận ra được diệp linh khê tinh xảo khuôn mặt trên lộ ra một vệt mỉm cười như ngày xuân bên trong nở rộ hoa đào phấn nộn kiều diễm tần an lúc này đưa tay ra hiệu diệp linh khê tới đến tới Diệp Linh Khê do dự một chút, sau đó bước chân, đi tới Tần An trước người. Tần An duỗi tay nắm lấy Diệp Linh Khê tay, nhìn qua nàng, trong mắt để lộ ra hài lòng cùng ưa thích, ngăn không được gật đầu. Tô Trần nhìn lấy tình cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Không thích hợp. Mẹ thấy thế nào Tần An liền cùng nhìn con dâu một dạng. Mẹ sẽ không muốn. Nhậm đến tận đây, Tô Trần nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Ai, ta thật phục. Một bên Yến Kinh Vũ hai tay không tự giác nắm chặt, trong mắt để lộ ra một vệt thất lạc cảm xúc bị tần an như thế nhìn chằm chằm diệp linh khê đều có chút ngượng ngùng khuôn mặt dần dần biến đến ửng hồng lúc này tần an bàn tay mở ra một sợi dây chuyền xuất hiện tại lòng bàn tay sợi dây chuyền này giống như trong bầu trời đêm sáng trói tinh hà viên kia óng ánh sáng long lanh bảo thạch Long lánh như mộng ảo lam sắc quang mang dường như một khoảng ngôi sao giống như cực kỳ mỹ lệ diệp linh khê nhìn lấy vòng cổ gương mặt hiếu kỳ Tần An tự mình đem sợi dây chuyền này đeo tại Diệp Linh Khê trên thân, ngữ khí ôn nhu nói ra: "Đây là lễ vật ta cho ngươi, về sau gặp phải nguy hiểm, sợi dây chuyền này có thể cứu ngươi một mạng. Cho nên về sau mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải đem sợi dây chuyền này đeo ở trên người, hiểu chưa?" Diệp Linh Khê gật một cái, thần sắc cảm động: "Minh bạch, cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt." Ha ha. Tần An nhịn không được cười nói, miệng thật ngọt. Diệp Linh Khê nói, lời nói thật nha, Tô Ngôn Triệt lúc này nói, ngươi đều tặng quà, vậy ta cũng không thể không tiễn. Nói, bàn tay hắn mở ra, một thanh không gian giới chỉ xuất hiện đến lòng bàn tay. Cái này viên không gian, phòng bị vòng trên khảm nạm lấy vô số nhỏ vụn kim cương, sáng chói chói mắt. Tại giới chỉ đỉnh, là một viên xanh thảm bảo thạch, bảo thạch nội bộ dường như ẩn chứa một cái vô tận tiểu thế giới. Tô Ngôn Triệt cười nói, cái mai không gian giới chỉ này so với bình thường không gian giới chỉ không gian lớn gấp mấy trăm lần bên trong còn có ta để lại cho ngươi một số tài nguyên tu luyện cùng bảo vật ngươi nhận lấy đi nói hắn đem cái mai không gian giới chỉ này đưa tại diệp linh khê trước người diệp linh khê nhìn lấy không gian giới chỉ liền vội vàng lắc đầu ta trước đó đã thu qua cha lễ vật không cần tô ngôn triệt nói trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ nhận lấy không phải vậy ta nhưng là không vui nghe vậy diệp linh khê do dự một chút cuối cùng vẫn nhận lấy cái mai không gian giới chỉ này Tô ngôn triệt trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, này mới đúng mà. Diệp Linh Khê giò xét một chút trong giới chỉ đồ vật, cái này không giò xét còn tốt, tìm tòi tra cho nàng giật mình, bởi vì trong giới chỉ có đếm không hết tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, mà lại trong này bất luận một cái nào đồ vật đều rất đắt đỏ, đồng thời dưới tình huống bình thường còn mua không được, thuộc về có tiền mà không mua được. Diệp Linh Khê vội vàng nhìn về phía Tô ngôn triệt, vừa muốn mở miệng, có thể Tô ngôn triệt đột nhiên nói đều là chút thứ không đáng tiền, nhận lấy, chớ có khách khí với ta. Nghe vậy, Diệp Linh Khê trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười ngọt ngào. Tốt à, vậy cảm ơn phụ thân. Một tiếng này phụ thân, trực tiếp đem Tô Ngôn Triệt nghe sửng sốt, có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ha 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 ha. Tô Ngôn Triệt cười lớn một tiếng, một tiếng này phụ thân, có thể so sánh cái kia một mực gọi cha ta êm tai nhiều. Tô Trần, ngươi lễ phép sao? Tần An nói, tốt, Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ Tô ngôn triệt im lặng nói Ngươi không phải cũng Ừ Tần an hai mắt nheo lại Trên thân để lộ ra một cổ hàn ý Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống Tô ngôn triệt toàn thân run lên bần bật Vội vàng nhận sợ Ta sai rồi Hừ Tần an hừ lạnh một tiếng Không tiếp tục để ý tô ngôn triệt Mà chính là nhìn về phía tô trần Trần nhi Ngươi biết chúng ta bảo ngươi trở về có chuyện gì sao Tô trần nói Không biết Ta đang muốn hỏi các ngươi đây Tần An lắc đầu cười một tiếng, mẹ ngươi ta hoài bảo bảo. Nghe vậy, Tô Trần nhếch miệng lên, ánh mắt vô ý thức mắt nhìn Tô Ngôn Triệt. Lão cha, ra sức à? Một lần liền mang bầu. Tô Ngôn Triệt tự nhiên minh bạch Tô Trần ánh mắt này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, chuyển âm nói. Ngươi tiểu tử thúi này, nhìn ta về sau làm sao tìm được ngươi tính sổ sách. Tô Trần quay đầu nhìn về phía Tần An. Mẹ, vừa mới cha truyền âm ta, nói về sau muốn hung đánh ta một trận. Mẹ, Ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Nghe vậy, Tô Ngôn Triệt sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi tiểu tử thúi này tại nói hư nói vượn cái gì? Tần An lúc này nhìn về phía Tô Ngôn Triệt, trong mắt hàn ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tô Ngôn Triệt hổ khu chấn động, vội vàng nói. An Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói hư nói vượn à. Tần An nói, nếu như ta phát hiện ngươi khi dễ trần nhi, tự gánh lấy hậu quả. Tô Ngôn Triệt giờ phút này đều muốn khóc, nghĩ thầm, ta làm sao lại bày ra cái như thế hỗn trướng nhi tử à Quá hô cha. Diệp Linh Khê lúc này hiếu kỳ hỏi. Mẹ, ngài Hoài Nam Hải vẫn là nữ hải. Tần An nhìn về phía Diệp Linh Khê, cười nói. Ta đây cũng không biết đây. Diệp Linh Khê gật đầu nói. Tốt à. Tần An cười cợt, sau đó nói. Linh Khê, ngươi trước cùng khinh Vũ ra ngoài chờ một lát, ta và ngươi ca ca có lời nói. Diệp Linh Khê hiểu chuyện gật gật đầu, sau đó liền đi theo Yến khinh Vũ đi ra đại điện. Tần An lúc này chú ý tới Hồ Tiểu Thiên, cười nói kém chút quên ngươi tiểu ra hỏa này nói bàn tay nàng mở ra một gốc linh chi xuất hiện tại lòng bàn tay cái này gốc linh chi màu sắc hiện ra màu tím đen ẩn ẩn lộ ra một tia lực lượng thần bí u quang linh chi mặt ngoài hoa văn như giang hà lao nhanh lại như tinh thần liệt kê đang dệt ra một bức thần bí khó lường đồ án nhìn lấy cái này viên linh chi hồ tiểu thiên hai con mắt vù một chút liền sáng lên khóe miệng chảy ra không ngừng nước bọt tần an cười nói cái này gốc linh chi liền đưa cho người nói tay nàng nhẹ nhàng vung lên trong tay linh chi nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hồ tiểu thiên hồ tiểu thiên mắt bốc lửa lập tức liền cắn cái này gốc linh chi sau đó quả quyết đem nuốt vào linh chi nhập miệng trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cổ lực lượng cường đại tràn vào hồ tiểu thiên thể nội hồ tiểu thiên khí tức điên cuồng tăng vọt hồ tiểu thiên biến sắc sau đó vội vàng nằm sấp ở một bên bắt đầu luyện hóa thể nội linh chi tần an nhìn lấy hồ tiểu thiên nhịn không được lắc đầu cười nói. Tiểu gia hỏa này miệng là thật thèm à, mười vạn năm linh chi lập tức liền nuốt, muốn không phải nàng là cửu vĩ thiên hồ, đoán chừng linh chi lực lượng đều có thể đem hắn nhục thể no bạo. Nói, nàng nhìn về phía tô trần, ngươi từ nơi nào lấy được một con cửu vĩ thiên hồ? Theo ta được biết, toàn bộ tiên giới giống như chỉ có một con cửu vĩ à. Tô trần cười nhạt một tiếng, nhạt. Tần An cười nói, vậy ngươi vận khí này thật là tốt. Tô Trần gật đầu nói, vận khí ta luôn luôn đều rất tốt tần an gật một cái sau đó nói trần nhi mẹ đã biết ngươi vì cái gì làm như vậy đơn giản cũng là không muốn chúng ta bức hôn tô trần trầm mặc hắn không nghĩ tới tần an nhanh như vậy liền đã đoán được ai tần an thở dài một tiếng bức hôn đúng là chúng ta làm không đúng nhưng mẹ nói thật ngươi lần này làm hoàn toàn chính xác thực quá mức tô ngôn triệt nói xác thực quá phận thế mà cho cha hạ dược đơn giản đại nghịch bất đạo Tần An nhìn về phía Tô Ngôn Triệt, "Ngươi im miệng." Tô Ngôn Triệt biến sắc, liền vội vàng gật đầu, không dám lại nói một chữ. Tần An lần nữa nhìn về phía Tô Trần, ôn nhu nói, "Ngốc hài tử, về sau nhưng không cho dạng này, hiểu chưa?" Tô Trần gật một cái, "Trần nhi minh bạch, về sau sẽ không." Tần An cười nói, "Mẹ trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, xác thực ta không cần phải buộc ngươi kết thân, cho nên về sau ta sẽ không lại buộc ngươi kết thân." Tô Trần hai con mắt sáng lên, Tần An gật đầu nói, ừm, nhưng mẹ cho lúc trước ngươi tìm hai cái vị hôn thê, ngươi đến tự mình giải quyết. Tô Trần trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, ta đây có thể giải quyết. Tần An nhếch miệng lên, quên nói cho ngươi, qua một thời gian ngắn, ngươi có một vị hôn thê muốn tới tìm ngươi. Tô Trần gật đầu nói, ừm, vừa vặn ta có thể đề cập với nàng ra từ hôn. Tần An lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, ai, tùy ngươi vậy. Tô Trần cười nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta chơi chán, tự nhiên sẽ kết thân. Tần An nói, hy vọng đi. Tô Trần gật một cái, sau đó hỏi, tới tìm ta cái kia vị hôn thê tên gọi là gì? Tần An nói, gọi dạ ngưng xương. Tô Trần gật đầu nói, được. Tần An nói, cái này dạ ngưng xương có thể cũng không đơn giản, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới tiên tôn cảnh lục trọng, ngươi có thể ứng phó tới sao? Tô Trần sắc mặt bình tĩnh, vấn đề không lớn. Tần An cười nói, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, bốn phía tiên khí giống như thủy triều điên cuồng tràn vào Hồ Tiểu Thiên thể nội. Hồ Tiểu Thiên đóng chặt hai con mắt, quanh thân tản ra thần bí quang mang. Theo thể nội tiên khí điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng tự trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh! Tiên quân cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá tới tiên thánh cảnh dấu hiệu. Tô Trần nhìn lấy tình cảnh này, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Đối với Hồ Tiểu Thiên loại này thần thú mà nói, cũng không có căn cơ bất ổn tình huống, cho nên Tô Trần mới không có ngăn cản Hồ Tiểu Thiên tiếp tục đột phá cảnh giới. Oanh! Hồ Tiểu Thiên lúc này bỗng nhiên mở ra hai con mắt, tiên thánh cảnh nhất trọng lực lượng từ trong cơ thể nộ ẩm vang bạo phát. Tất cả huyền điện người mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn lại, làm phát hiện cỗ lực lượng này là đến từ chủ điện phương hướng lúc, bọn hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mỗi người, giống như không có chút nào khẩn trương. Cái này cũng bình thường, bởi vì tiên thánh cảnh đối với huyền điện người mà nói, cũng không phải đặc biệt mạnh, trong điện tùy tiện một vị cường giả đều có thể đem trấn áp. Huống chi, cỗ lực lượng này còn là đến từ chủ điện. Chủ điện là ai ở lại? Đây chính là bọn hắn điện chủ. Mà bọn hắn điện chủ có thể là tiên đế đỉnh phong cường giả. Nho nhỏ tiên thánh cảnh có thể lật lên cái gì gợn sóng. Tô Ngôn Triệt nhìn lấy Hồ Tiểu Thiên, gật đầu nói, tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, về sau thành tiên đế hẳn không phải là vấn đề, cũng là huyết mạch còn có chút tạp chất, nếu là không có điểm ấy tạp chất, hẳn là có thể đạt tới cảnh giới kia. Tần An gật một cái, sau đó nhìn về phía Tô Trần, "Trần Nhi, có cần hay không mẹ giúp hắn giải quyết huyết mạch tạp chất vấn đề?" Tô Trần lắc đầu nói, "Không cần, ta có biện pháp." Tô Ngôn Triệt lông mày nhíu lại, "Tiểu tử ngươi có thể có biện pháp nào?" Tô Trần khóe miệng giật một cái, "Cha, tại sao ta cảm giác ngươi đối ta ý kiến rất lớn đâu?" "Hừ." Tô Ngôn Triệt hừ lạnh một tiếng, "Ý kiến là rất lớn." Tô Trần lắc đầu cười một tiếng. Tốt, trước đó là lỗi của ta, ta cùng ngài cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không. Tô Ngôn Triệt nói, ngươi cho rằng ngươi xin lỗi ta liền sẽ tha thứ ngươi? Nằm mộng, Tô Trần cười khổ nói, vậy ngài muốn như thế nào? Tô Ngôn Triệt nhếch miệng lên, ta nghe nói ngươi cái kia có một loại trà. Nghe vậy, Tô Trần trong nháy mắt giật mình, lắc đầu cười nói, ngài muốn trà nói sớm đi. Nói, hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ, trong này có hai trăm cân, đầy đủ ngài uống à? Tô Ngôn Triệt hai con mắt sáng lên, đủ rồi đủ rồi. Tô Trần cười cợt, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong tay không gian giới chỉ nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay đến Tô Ngôn Triệt trước người. Tô Ngôn Triệt mắt bốc lửa, trực tiếp đem cái mai không gian giới chỉ này thu vào. Từ khi uống Tô Trần trà về sau, Tô Ngôn Triệt liền rốt cuộc uống không quen cái khác lá trà. Lúc này mới không bao lâu, Diệp Linh Khê cho hắn trà liền muốn uống xong, có thể thấy được hắn đến cỡ nào ưa thích cái này trà. Tô Trần cười nói, uống không có, tìm ta muốn. Tô Ngôn Triệt nói, tìm ngươi muốn, có thể tìm tới ngươi rồi nói sau. Tô Trần biểu lộ cứng đờ, sau đó lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó lấy ra một viên truyền âm thạch đưa cho Tô Ngôn Triệt. Về sau có việc liền dùng cái này liên hệ ta. Tô Ngôn Triệt thu hồi truyền âm thạch, sau đó nói, vì liên hệ ngươi, khinh vũ đem ngươi cho truyền âm thạch dùng hết. Một hồi ngươi cho thêm nàng mấy cái truyền âm thạch. Tô Trần gật đầu nói, ừm, ta đã biết. Tô Ngôn Triệt nói, biết liền tốt nói hắn nhìn về phía hồ tiểu thiên ngươi thật không cần chúng ta giúp hắn loại trừ huyết mạch tạp chất tô trần lắc đầu nói không cần tô ngôn triệt nhìn về phía hắn ngươi có biện pháp nào tô trần bình tĩnh nói biện pháp rất đơn giản trực tiếp nhường hắn thôn phệ hết một đầu đồng dạng cầm giữ có thần thú huyết mạch thần thú là được nghe vậy tần an cùng tô ngôn triệt lông mày đồng thời nhăn lại tần an ngương trọng nói trần nhi ngươi không có nói đủ chớ Tô Trần cười nói, Hài Nhi là ưa thích đùa giỡn người sao? Tô Ngôn Triệt nói, bằng ngươi cái kia chút thực lực, dám đi săn giết thần thú, sợ là điên rồi đi. Tô Trần nói, ta đối thực lực của ta vẫn là có như vậy ức điểm điểm tự tin, cho nên cha mẹ, các ngươi liền đừng lo lắng. Tần An lắc đầu nói, không được, vẫn là quá nguy hiểm, tiểu gia hỏa này huyết mạch tạp chất liền giao cho mẹ là được rồi, không cho ngươi đi yêu vực. Tô Trần bất đắc dĩ nói, mẹ, ta có chính mình quy hoạch tần an nói cái gì quy hoạch tô trần nói có thể không nói sao tần an nhìn chằm chằm tô trần ngươi cứ nói đi tô trần cười khổ một tiếng sau đó truyền âm tần an cùng tô ngôn triệt sau một lát tần an trầm mặc rất lâu sau đó nói có thể coi là như vậy mẹ vẫn là lo lắng tô ngôn triệt nói đúng vậy à yêu vực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản tô trần nói dù sao mặc kệ như thế nào ta khẳng định là muốn đi yêu vực một chuyến gặp tô trần khăng khăng muốn đi tần an trầm tư một lát sau đó nói đi có thể nhưng phải mang theo khinh vũ tô trần lông mày nhíu lại mang lên nàng làm gì tần an nói khinh vũ có tiên hoàng cửu trọng đỉnh phong thực lực nàng theo các ngươi cùng một chỗ mẹ an tâm tô trần nói cha mẹ thực lực của ta rất mạnh các ngươi cứ yên tâm đi không được tần an quả quyết lắc đầu ngươi nếu là không mang lên khinh vũ thì không cho đi nghe vậy tô trần một mặt bất đắc dĩ ta đã biết. Mặc dù hắn muốn cự tuyệt, nhưng mẫu khiến khó vi phạm à. Tần An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, "Mẹ đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng không muốn mẹ lo lắng à?" Tô Trần gật đầu nói, "Ta chính là nghe lời của mẹ." Tần An cười nói, "Hảo hài tử." Đúng lúc này, Hồ Tiểu Thiên dần dần thu liễm khí tức của mình, sau đó chậm rãi mở ra hai con mắt, một vệt tinh quang chợt lóe lên. Tiên Thánh cảnh nhất trọng. Hồ Tiểu Thiên một mặt kích động nếu như hắn không có nút cắn cái này gốc 10 vạn niên linh chi, muốn đột phá tiên thánh cảnh, kỳ thật còn cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên không thể không nói, Tần An lấy ra cái này gốc 10 vạn niên linh chi nó ẩn chứa lực lượng quả nhiên là kinh người. Tô Ngôn Triệt lúc này nói, "Tiểu gia hỏa." Hồ Tiểu Thiên sững sờ, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn Triệt, trong mắt mang theo nghi hoặc, "Làm sao rồi?" Tô Ngôn Triệt cười nói, "Ta cũng đưa ngươi một món lễ vật." Nói, hắn hai ngón tay bắn ra một đoàn quang mang trong nháy mắt bay vào hồ tiểu thiên giữa lông mày hồ tiểu thiên não hải nhất thời nhiều một cỗ ký ức thần thông huyễn tâm sử dụng này thần thông có thể làm cho đối phương tư duy hỗn loạn thần trí không rõ nhưng nó lâm vào mất phương hướng trạng thái như là hoàn toàn nắm giữ có thể trong khoảnh khắc phá hủy đối phương ý chí hồ tiểu thiên đầu tiên là sững sờ sau đó trong nháy mắt hưng phấn lên cái này thần thông lợi hại à tô trần cười nói cái gì thần thông Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía Tô Trần, sau đó đem thần thông giới thiệu nói một lần. Sau một lát, Tô Trần cười cợt, cái này thần thông quả thật không tệ, thật tốt lĩnh ngộ. Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc, ửng ửng, ừ, ừ. nói, hắn nhìn về phía Tô Ngôn triệt cùng Tần An, cảm kích nói, cảm ơn hai vị tiền bối. Tần An cười nói, tiểu gia hỏa, về sau trưởng thành nhất định muốn bảo vệ tốt chủ nhân của ngươi, biết không? Nghe vậy, Hồ Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, không nói gì, bảo hộ chủ nhân chủ nhân cần ta bảo hộ đây không phải đùa giỡn hay sao tô trần trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười tốt ngươi đi bên ngoài đem linh khê cùng khinh vũ gọi tiến đến mọi người chúng ta cùng một chỗ tâm sự hồ tiểu thiên gật một cái sau đó hướng về đi ra ngoài điện tần an nhìn lấy tô trần cười nói tính ngươi có chút lương tâm biết bồi bồi mẹ tô trần mỉm cười nói vậy khẳng định hài nhi là hiếu thuận nhất tần an khẽ lắc đầu cười nói ngươi liền biết đùa mẹ vui vẻ tốt đã muốn cùng một chỗ tụ họp một chút, sao có thể không làm điểm mỹ thực ăn đâu? Mẹ đi làm cơm. Tô Trần nói, "Mẹ, đầu bếp làm là được rồi, ngài cũng đừng phiền toái." Tần An nói, "Đầu bếp làm có mẹ làm ăn ngon." Không. Tô Trần cười nói, "Cái kia xác thực không có." Tần An nhếch miệng lên, "Tốt tốt, ta muốn đi làm cơm, các ngươi chờ ở tại đây." Tô Trần nói, "Muốn ta giúp đỡ sao?" Tần An lắc đầu nói, "Không cần." Nói nàng bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Gặp Tần An triệt để sau khi rời đi, Tô Ngôn Triệt đầu tiên là bốn phía quan sát một chút, phát hiện xác thực không ai, sau đó đứng dậy đi tới Tô Trần trước người. Tô Trần nhìn vẻ mặt cẩn thận Tô Ngôn Triệt, lông mày nhất thời nhíu một cái. Lão cha, ngươi làm cái gì vậy? Làm đến giống tặc một dạng. Nghe vậy, Tô Ngôn Triệt sắc mặt hơi đen, chán nổi gân xanh lên. Tiểu tử ngươi có phải hay không thích ăn đòn rồi? Nào có nhi tử nói như vậy cha? Tô Trần nghi ngờ nói: "Vậy ngươi làm cái gì vậy?" Hừ. Tô Ngôn Triệt hừ lạnh một tiếng, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn lửa giận trong lòng bị hắn cưỡng ép áp chế, sau đó trên mặt gạt ra một vệt mỉm cười. Tô Trần lông mày nhíu lại, lùi về sau lui một bước, "Lão cha, ngươi không thích hợp, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tô Ngôn Triệt khóe miệng giật một cái, sau đó hít sâu một hơi, ngay sau đó truyền âm nói: "Đúng đấy, ngươi còn có hay không cái kia?" Tô Trần khó hiểu nói: "Thứ gì?" Chà. tô ngôn triệt lắc đầu nói không phải cũng là cái kia tô trần trầm tư một lát sau đó nghĩ tới điều gì nhất miệng lên ngươi không phải là nói cái kia thuốc à tô ngôn triệt mặt mo đỏ ửng thế mà không có phủ định mà chính là gật đầu thừa nhận ừng tô trần biết mà còn hỏi ngươi muốn cái kia làm gì tô ngôn triệt gấp hỏi nhiều như vậy làm gì ngươi đến cùng có hay không tô trần trên mặt lộ ra một vệt ta hiểu biểu lộ có đương nhiên là có ngươi muốn bao nhiêu? Tô Ngôn Triệt nói, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Nghe vậy, Tô Trần một mặt chấn động, lão cha, ngươi, ngưu bức à? Hừ, Tô Ngôn Triệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đó là đương nhiên. Tô Trần cười cợt, sau đó bàn tay mở ra, một bình đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. Trong này có một trăm viên cái kia đan dược, đủ chứ? Tô Ngôn Triệt đoạt lấy cái bình thu vào, đầy đủ, đủ. Tô Trần lắc đầu cười một tiếng, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đan dược này dược hiệu rất mạnh, ngươi ăn một viên là có thể. Tô Ngôn Triệt Hiếu Kỳ nói, cái kia ngươi lần trước cho ta xuống bao nhiêu thuốc. Tô Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, lúc ấy sợ một viên đan dược đối ngươi không hiệu quả gì, cho nên liền dùng 50 viên. Nghe vậy, Tô Ngôn Triệt mặt đen lại, cắn răng nói, ngươi thật sự là cha con trai ngoan à. Cảm thụ được Tô Ngôn Triệt trên thân chỗ tràn ngập ra hàn ý, Tô Trần lần nữa lui về sau một bước, lúng túng nói, đừng nóng giận, Lần sau chắc chắn sẽ không." Hừ. Tô Ngôn Triệt hừ lạnh một tiếng, "Xem ở ngươi cho ta trà cùng đan dược này phân thượng, ta liền không so đo với ngươi, nhưng nếu như ngươi lần sau còn dám, coi như bốc lên bị mẹ ngươi đánh mạo hiểm, ta cũng sẽ không tha ngươi." Tô Trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, "Biết." Tô Ngôn Triệt nếu như muốn đánh hắn, Tô Trần còn thật không có cách, dù sao cũng là chính mình cha, tổng không thể động thủ à. Cho nên muốn là mới vừa Tô Ngôn Triệt thật muốn động thủ, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn ngoài điện diệp linh khê đánh giá yến khinh vũ yến khinh vũ nhìn về phía nàng sao rồi diệp linh khê trừng mắt nhìn rất nói thẳng tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không thích ta ca nghe vậy yến khinh vũ nguyên bản trắng nõn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu giống như là bị dáng chiều nhiễm lên nhan sắc thẹn thùng đỏ ửng như gợn sóng tại trên mặt nàng nhộn nhạo lên không không thích diệp linh khê nhếch miệng lên ngươi cái dạng này giống như là không thích bộ dáng sao nghe vậy yến khinh vũ trầm mặc diệp linh khê cười nói ưa thích liền ưa thích nha không cần thiết không thừa nhận yến khinh vũ trầm mặc rất lâu sau đó nói ngươi không tức giận sao diệp linh khê nói ta tại sao phải tức giận yến khinh vũ nhìn về phía diệp linh khê bởi vì ta thích ngươi ca ca diệp linh khê lắc đầu nói không tức giận yến khinh vũ khó hiểu nói vì cái gì diệp linh khê ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm sau đó nói bởi vì ta biết Ca ca cả đời này đã định trước sẽ không chỉ thuộc về ta một người." Yến Khinh Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ngươi muốn lấy được là thông thấu." Diệp Linh Khê lắc đầu cười nói, "Cái này không có cách nào nha, dù sao, ca ca dáng dấp đẹp mắt, thực lực lại cường đại, bối cảnh còn vô địch, người còn ôn nhu. Dạo này nam tử đã định trước sẽ tiếp xúc rất nhiều nữ tử, mà những cô gái này khẳng định sẽ yêu mến hắn. Cho nên, nếu như ca ca tiếp xúc một nữ tử, ta liền muốn tức giận, vậy ta đây khí sinh được tới sao. Nghe xong, Yến khinh Vũ một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Linh Khê tuổi như vậy, lại có thể nghĩ đến như thế minh bạch. Diệp Linh Khê nhìn lấy Yến khinh Vũ, tiểu tỷ tỷ, nếu như ngươi ưa thích ca ca, cái kia đến cố lên nha. Yến khinh Vũ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nói, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi thích ngươi ca ca sao? Nơi này ưa thích, tự nhiên không phải chỉ thân tình. Diệp Linh Khê như thế thông minh, đương nhiên minh bạch. Nàng trầm mặc rất lâu mới lên tiếng, "Ta." Đúng lúc này, cửa lớn bị mở ra, Hồ Tiểu Thiên tự trong điện đi ra. Nhìn lấy hai nữ, Hồ Tiểu Thiên nói, "Chủ nhân nói để cho các ngươi đi vào, mọi người cùng nhau tâm sự." Yến Khinh Vũ gật một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Linh Khê, "Ngươi cái gì?" Diệp Linh Khê lắc đầu cười một tiếng, "Không có gì, đi vào đi." Không đợi Yến Khinh Vũ mở miệng, Diệp Linh Khê đã đi vào đại điện. Nhìn lấy Diệp Linh Khê bóng lưng, Yến Khinh Vũ trầm mặc một chút sau đó mới đi vào đại điện. Hồ Tiểu Thiên hiếu kỳ nói, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì đâu. Yến Kinh Vũ mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, không nói gì. Hừ. Hồ Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói thì không nói. Nói, hắn bốn chân đạp một cái, trực tiếp nhảy tới Diệp Linh Khê trên vai. Yến Kinh Vũ cười lắc đầu. Sau hai canh giờ, trong không khí tràn ngập cực kỳ mê người mùi thơm, chỉ thấy trên mặt bàn hiện đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, mỗi một đạo đồ ăn đều mùi thơm nước mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi hồ tiểu thiên nhìn lấy cái này đầy bàn mỹ thực chảy nước miếng đều chảy ra mắt bốc lửa nhưng hắn vẫn là bảo lưu lại một tia lý trí cũng không có nhào tới tần an cười nói ăn đi dứt lời hồ tiểu thiên rốt cuộc nhịn không được miệng lớn bắt đầu ăn dường như quỷ chết đói đầu thai một dạng một điểm hình tượng đều không có diệp linh khê cũng là không kịp chờ đợi thưởng thức đồ ăn vừa mới nhập miệng nàng liền hai con mắt sáng lên sau đó triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản Tô Trần kẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, gật đầu nói, mẹ làm đồ ăn, vẫn là trước sau như một ăn ngon. Tần An mỉm cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tô Ngôn Triệt lúc này lấy ra một vò rượu. Chỉ là hắn vừa lấy ra, Tần An liền quăng tới ánh mắt bất thiện. Ngay trước nhiều như vậy hài tử mặt, ngươi còn muốn uống rượu. Ngữ khí có chút lạnh. Tô Ngôn Triệt toàn thân bỗng nhiên run rẩy một chút. Không, không uống. Nói, hắn liền vội vàng đem hũ kia rượu thu vào đã trung thực cầu buông tha mọi người thấy tình cảnh này toàn đều nhịn không được cười lên khụ khụ tô ngôn triệt mặt mo đỏ ửng làm bộ ho khan hai tiếng đến làm dịu xấu hổ trong điện tràn ngập đồ ăn hương khí mọi người ngồi vây chung một chỗ tiếng cười cười nói nói không ngừng trên mặt mỗi người đều mang mỉm cười nhìn lấy rất là ấm áp